Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh KNew 24h. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jin của BTS phải đích thân làm rõ nghi vấn bị đối xử bất công trên You Quit on the Block. Ấn tượng đầu tiên của Rosé khi gặp gỡ các thành viên Blackpink là gì? Cộng đồng fan K-pop phẫn nộ khi một rapper và một YouTuber làm video diss fan K-pop, còn chen hình ảnh đám tang của Jonghyun Shinee vào. Vừa được phát hiện đã rời khỏi SM, Victoria của FX bị Knet đào lại quá khứ share ảnh đường lưỡi bò từng khiến fan Việt dậy sóng. Kai của EXO là nghệ sĩ SM đạt cột mốc này nhanh nhất trên nền tảng quốc tế. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jin BTS phải đích thân làm rõ nghi vấn bị đối xử bất công trên show You Quit on the Block. Với tư cách là khách mời duy nhất của tập này, BTS đã cùng với hai host chính dành thời gian trò chuyện, chia sẻ về những ký ức khi họ còn là trainee, về cảm xúc khi đón nhận thành công liên tục tìm đến với những câu chuyện thú vị khác của từng cá nhân mỗi thành viên. Tuy nhiên khi tập này khép lại, nhiều fan cảm thấy không hài lòng bởi vì nghi vấn Jin bị đối xử bất công. Theo nhiều fan, Jin dường như có rất ít thời lượng lên hình so với các thành viên còn lại. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng trong khi những thành viên khác nhận được những câu hỏi sâu sắc, ý nghĩa, thì Jin lại chỉ nhận được câu hỏi rằng bạn đã được cast vào Big Hit như thế nào. Các fan cho rằng lẽ ra phía nhà sản xuất của You Quit on the Block có thể hỏi Jin những câu liên quan đến ước mơ, đam mê hoặc thái độ sống tích cực của anh hơn là một câu hỏi sáo rỗng về việc casting. Vì trước nay, anh cả nhà BTS cũng nhiều lần bị cắt sóng hay thời lượng lên hình ít hơn nên nhiều fan cảm thấy vô cùng tức giận. Ngay lập tức, nhiều người đã truy cập vào tài khoản Twitter chính thức của nhà đài TVN để phàn nàn, yêu cầu chương trình phải giải thích lý do vì sao Jin lại bị đối xử bất công so với các thành viên khác. Tuy nhiên, cũng gần như ngay sau đó, Jin đã xuất hiện trên Weverse và để lại thông điệp trấn an các fan. Nam idol đã giải thích rõ ràng lý do vì sao thời lượng lên hình của mình có vẻ ít hơn trên You Quit on the Block dưới bài đăng của một fan trên nền tảng này. Jin chia sẻ rằng mình chính là người đã yêu cầu phía chương trình cắt bỏ một vài đoạn vì lý do cá nhân. Một fan đăng tải bài viết ghi: "Oppa, em muốn nghe thêm những câu chuyện của anh. Hãy chia sẻ thêm những câu chuyện trên Weverse thường xuyên nhé." Đáp lại, Jin trả lời: "Khi nhớ lại những gì mình đã nói trên You Quit, mình cảm giác rằng mình chỉ nói về những chuyện rất buồn bã thôi, vậy nên mình đã nhờ họ cắt bớt các đoạn đó đấy, ha ha." Được biết trước nay, Jin là một người có rất nhiều suy nghĩ sâu sắc, thậm chí là buồn bã, nhưng anh chỉ muốn mang đến khía cạnh vui tươi đến các fan. Nhờ lời hồi đáp trên Weverse của Jin, nhiều fan nhận ra rằng chính nam idol mới là người yêu cầu cắt bỏ vài đoạn trên show. Kể từ khi nam idol đích thân làm rõ điều này, hầu hết các khiếu nại của fan trên mạng xã hội về You Quit on the Block đã bị xóa vì fan hiểu rằng lý do không phải là bị phân biệt đối xử. Ấn tượng đầu tiên của Rosé khi gặp gỡ các thành viên Blackpink là gì? Rosé gia nhập YG với tư cách là trainee sau khi vượt qua vòng thử giọng toàn cầu vào năm 2012. 4 năm sau, cô chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc Blackpink. Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với tạp chí âm nhạc Rolling Stone khi vừa phát hành sản phẩm solo đầu tay, Rosé nhớ lại những ấn tượng đặc biệt của mình khi lần đầu gặp gỡ 3 thành viên còn lại trong nhóm. Rời Melbourne, Úc, Rosé đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc để chinh phục đam mê nghệ thuật của mình vào năm 15 tuổi. Ngay khi đến công ty, cảm giác e ngại và bỡ ngỡ đã xuất hiện khi cô chứng kiến quá nhiều trainee mà mình sẽ sinh hoạt chung. "Tôi bước vào thấy có khá nhiều cô gái trong một căn phòng, tôi cảm thấy hơi sợ." Thời điểm đó, Jennie đang sở hữu khả năng nhảy rất tốt. Vì Jennie đã gia nhập YG vào năm 2010, còn Rosé thì chưa bao giờ làm được điều này trước đây. May mắn thay, chính Jennie là người đã hướng dẫn Rosé những điều cơ bản về vũ đạo, cũng như giúp đỡ Rosé tìm hiểu các phong tục tập quán của văn hóa Hàn Quốc. Lisa cũng bắt đầu được đào tạo dưới trướng của YG trước Rosé 2 năm. Cả hai đều là những người con xa nhà để tìm đến một đất nước mới. Vì thế, bộ đôi rất gắn bó với nhau suốt những năm tháng qua vì sở hữu điểm chung này. Giọng ca con tiết lộ Lisa chính là thành viên đầu tiên mà cô gặp ở công ty. Bản thân Lisa cũng đặt cho Rosé biệt danh là cô gái Úc với cây đàn guitar và mái tóc được búi chặt. Trong khi đó, Jisoo gia nhập vào công ty trước Rosé 1 năm. Điều đầu tiên về chị cả Blackpink khiến nữ idol nhớ mãi là một cô bé trông có vẻ cool ngầu với gu thời trang gồm một chiếc mũ snapback kết hợp cùng chiếc áo sơ mi đen oversize. Hiện giờ, Rosé nhận xét rằng Jisoo là sự pha trộn giữa chị đại cool ngầu và người ngố nhất từ trước đến nay.
Ra mắt vào năm 2016, Blackpink là một nhóm nhạc nữ thành công nhất nhì của thế hệ thần tượng thứ 3. Hoạt động ở năm thứ 5, các cô gái đã và đang mang về những thành tích đáng nể ở thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Cộng đồng fan K-pop phẫn nộ khi một rapper và một YouTuber làm video diss fan K-pop, còn chen hình ảnh đám tang của Jonghyun, Shiny vào. Vào ngày hôm qua 24 tháng 3, YouTuber Kim Star và nam rapper Voi đã ra mắt cùng một ca khúc mới mang tên là All Stand As The Same. Đáng chú ý là sản phẩm âm nhạc này được phát hành với mục đích duy nhất là để chỉ trích người hâm mộ K-pop trên toàn thế giới. Những ca từ trong bài nhạc cũng đã thể hiện điều đó. Tất cả những người hâm mộ đều như nhau, toàn là một lũ não hỏng, viết một dòng tweet và khiến bọn này chỉ biết ngậm ngùi cay đắng. Thông thường thì người hâm mộ K-pop cũng không quá bận tâm về các sản phẩm được cho ra đời nhằm mục đích công kích. Nhưng riêng với bài rap này, họ đã quyết định lên tiếng vì một hành động quá đáng của Kim Star và Voi. Trong video All Stand As The Same, YouTuber này đã sử dụng một đoạn video quay lại cảnh đám tang của nam thần tượng quá cố Jonghyun của Shiny, chèn vào bài hát với mục đích để chế nhạo ngành công nghiệp âm nhạc K-pop và nói về chuyện tự tử của các nghệ sĩ. Nhiều người hâm mộ cảm thấy bất bình nên đã vào kênh YouTube chính thức của Kim Star và để lại những bình luận yêu cầu anh nên dành sự tôn trọng cho trưởng nhóm Shiny thay vì trêu đùa sự việc đau lòng như vậy. Hiện tại, cộng đồng fan K-pop đang khuyến khích nhau báo cáo video của YouTuber người Mỹ này và kêu gọi nhau không chia sẻ lại với bất kỳ hình thức nào. Vừa được phát hiện rời khỏi SM, Victoria bị Knet đào lại quá khứ share ảnh đường lưỡi bò từng khiến fan Việt dậy sóng. Trong thời gian gần đây, đã có hơn 200 thương hiệu tuyên bố ngừng nhập bông Tân Cương trong bối cảnh truyền thông quốc tế bắt đầu chú ý đến những báo cáo cho rằng Trung Quốc đang ngược đãi, bóc lột sức lao động và phân biệt đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực tự trị Tân Cương. Đông đảo cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích, đòi tẩy chay các thương hiệu này vì cho rằng họ đang lan truyền thông tin sai sự thật và thương hiệu thời trang nổi tiếng H&M cũng nằm trong số những nhãn hiệu đang gặp rắc rối với người dân Trung Quốc sau khi quyết định ngừng nhập bông vải từ Tân Cương. Một đoạn trích từ New York Times cho biết H&M nói rằng họ rất quan ngại về các báo cáo được các tổ chức xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông đưa ra, trong đó khẳng định các dân tộc thiểu số ở Tân Cương đã bị bóc lột sức lao động và phân biệt đối xử. Vì vậy họ đã ngừng mua bông từ các nhà trồng ở khu vực này. Hơn 8 tháng kể từ khi các nước phương Tây đưa ra lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc vì cách nước này đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, H&M đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng Trung Quốc. Victoria, tức Tống Thiến, thành viên nhóm nhạc FX gần đây đã được lựa chọn làm người đại diện cho một chiến dịch ở H&M. Cô không chỉ tham gia vào việc tạo mẫu và thiết kế quần áo, mà còn trở thành người mẫu cho chiến dịch của thương hiệu nổi tiếng này. Bộ sưu tập Inspired by Victoria Song bao gồm những bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong cách thời trang của chính cô, được thiết kế dành cho những người phụ nữ hiện đại muốn thể hiện bản thân và trung thành với sự bền vững cũng như phong cách tối giản. Tuy nhiên, sau khi H&M tuyên bố ngừng nhập bông vải từ Tân Cương, Victoria đã đưa ra thông báo cho biết cô sẽ hủy hợp đồng với thương hiệu thời trang này. Studio của nữ thần tượng cho biết lợi ích của đất nước là trên hết và quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi kiên quyết từ chối tất cả những hành động kỳ thị chống lại người Trung Quốc và tôi hoàn toàn không đồng tình với việc sử dụng loại hình kinh doanh chiến lược này để phỉ báng và bổ báng đất nước cũng như người dân chúng tôi. Trong khi nhiều cư dân mạng Trung Quốc đang dành những lời khen có cánh cho Victoria vì lòng trung thành và yêu nước của cô, thì netizen Hàn Quốc lại tỏ ra khá thất vọng và tức giận vì hành động này của nữ thần tượng. Cũng từ đây, cộng đồng mạng xứ sở Kim Chi cũng bắt đầu đào lại những bài đăng gây tranh cãi của Victoria trong quá khứ, trong đó có bức ảnh đường lưỡi bò mà cô chia sẻ trên Instagram, điều từng khiến rất nhiều fan Việt dậy sóng vào tháng 7 năm 2016. Kai của EXO là nghệ sĩ SM đạt cột mốc này nhanh nhất trên nền tảng quốc tế. Vào khoảng cuối năm 2020, đường đua K-pop chính thức chào đón màn ra mắt của cá nhân thành viên Kai nhóm nhạc EXO với album Kai và ca khúc chủ đề MMM. Tuy không quá dữ dội nhưng không thể phủ nhận sức hút của anh chàng trong lần debut solo này thông qua những thành tích mà Kai mang về. Và mới đây thì gia tài thành tích ấy được bổ sung khi mà album debut solo Kai của EXO đạt 60 triệu lượt stream trên nền tảng quốc tế. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 3, album debut solo Kai đã đạt được 60 triệu lượt stream theo ghi nhận của hệ thống âm nhạc quốc tế nổi tiếng. Album này của Kai bao gồm 6 bài hát được phát hành vào tháng 11 năm 2020. Điều này có nghĩa rằng Kai chỉ mất gần 4 tháng cho thành tích tuyệt vời này.
Và với thời gian ấn tượng ấy, thì album debut solo của Kai trở thành album nhanh nhất của một nghệ sĩ SM, cán mốc 60 triệu lượt stream trên nền tảng này. Thành tích tuyệt vời này sẽ là động lực cho Kai sớm ra mắt những sản phẩm chất lượng tiếp theo trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.